Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker nha. Hôm nay tự nhiên Vinh X cosplay cái bộ đồ gì á, đi chụp hình quảng cáo vậy anh em. Cái này là bộ đồ gì ta? Trong cái đồ này trong game hả? Ừ. Lại sẵn tiệc là ăn mừng mập mập lớn. Đổi tại vì với 8 lên hết đồ chơi rồi anh em. Bây giờ với 8 là không biết phải lên cái gì nữa. Cho nên là sao? Mập. Với 8 là lên hết đồ đúng không? Không biết lên nữa cho nên giờ mập. Mập đổi qua với 9. À, cái này hôm bữa mình quay clip là đi săn cho mập á, quay đi lấy trong đêm á anh em. Được, này là cosplay cái gì em? Em cosplay con 2B trong game. Game này là game gì? Để cúi xuống thôi. Là cosplay game hả? Game Liên Minh Huyền Thoại hả? Không, không phải game Liên Minh. Game gì? Game gì cho nó chẳng nghe. Nè, Automata. Đồ này mướn hả? Ừ. Mướn người ta mặc hả? Ừ. Đồ lạnh quá. Này mặc ra đường là người ta tưởng bệnh lâu năm mà giấu á. Đúng không? Này sao cái con nhỏ tướng này nó còn trẻ hay là nó già rồi? Bây giờ bán nhanh lắm nha, 1 triệu bán nhanh nhất trên thế giới đó. Ồ, con này hơi hot luôn anh giỡn mà. Ý là nó già rồi hả? Sao tóc bạc hết rồi? Nói cái tiền bản này nó dài, nó hả? Nhưng mà nó đáng mắc lắm, tao mua tới PlayStation 4, tao mua cho máy tính. Sao ổng chơi luôn mà, không phải nhân vật tóc trắng là nhân thường con nào tóc trắng là con đó mạnh. Sao nó có lông vậy? Lông nó không mọc ở những chỗ khác, chỗ đáng mọc mà sao lông nó mọc ở đây ta? Nãy đi chụp hình rớt mấy cọng lông của người ta rồi đó. Vậy là con này không phải con người đúng không? Người máy. Ủa người máy sao mọc lông được ta? Lông nghe quần áo cũng có lông nghe da đâu mày, mày phải. Nãy giờ tôi cứ tưởng là con này là ví dụ trong game thì sẽ là người biến thành là chim biến thành người á, hiểu không? Thì nó có lông đúng không? Ok luôn. Ở đây mặt cũng đâu có đẹp đâu em. Rồi. Này mấy cái vớ này nè. Cái vớ này là giống như là anh coi phim, anh hai coi phim. Anh bớt coi lại, tôi biết anh coi phim gì. Coi phim cái gì đó, nữ thư ký và giám đốc á, thì nó hay mang mấy cái vớ này nè em. Rồi em đứng lên coi. Sao cái này nó kiểu như nó cosplay một cách ngộ nghĩnh á, ví dụ cái giày này nè. Cái giày này thì anh coi phim á, đâu em đứng lên coi coi cái giày. Anh coi phim á là cái giày này là nó hay cái mấy bộ phim mà kiểu nữ điệp viên bị bắt cóc á thì cái giày này, còn cái vớ này là thường thường là của cái gì? Nhân viên và giám đốc á, hy sinh cho chồng gì tùm lum la. Nhìn bộ đồ ổn ổ ha. Nào mặc bộ đồ này em đi cổ vũ đội tuyển đá banh chẳng hạn. Đúng không? Ừ, mặc bộ này chạy mô tô là giao thông hút liền luôn, cách ly liền. Tưởng người ngoài hành tinh đó em. Há đôi giày cao kìa. Đôi giày này mà đánh lộn mà nó chọt một chọt hay là lủng sọ. Thôi giờ ăn mừng chuẩn bị mập mời nhậu một chầu nữa rồi. Mập lên với 9. Với 9 đó nha, thấy có nhiều chỗ lên cái ghi đông slip on nó thùng xuống chỗ chạy nó ngầu giống như trong phim hành động. Ồ cái chìa khóa của mập nãy lấy quay lấy xe của mập đâu. Ok. Rồi ba anh em ấy đủ. Đây cho anh em xem đồ gì ít cosplay. Mặc bộ này review xe luôn em. Mặc bộ này review xe luôn. Review chiếc 67 anh để trong nhà kìa. 67 trong kia kìa.
À, chắc 8 kg phấn thôi em. Dạ, mà em đẹp sẵn rồi. 10 kg đúng không? Dạ, đẹp sẵn rồi, người ta chết không thấy là. Em nói mấy câu đi, cái gì đó, mấy câu mà hay tăng cấp lay hay nói á, anh thấy tụi nó hay kêu là Kimochi đồ Yamate, Yamate gì đó, phải không? Cấp lay nó hay nói gì đó. Cái gì Iku gì đó, nói thử hay không. Đúng không? Anh thấy trên mấy đứa cấp lay anh hay coi trên mạng á, nó hay gì á?